Từ sư bán các loại thịt đã chế biến chín như cá hờ, thịt hợp, chả lụa có tà mạng không? Các cái công việc á, nếu như mà mình xét cho nó cặn kẽ thì nó vẫn được tính là tà mạng. Nhưng mà như thế này, tùy theo vai trò của mình trong cái dây chuyền sản xuất ha, mà nó ít hay là nhiều. Trời. Đấy. Thí dụ như á, mình chỉ là cái người bán lẻ mà đầu cuối á. Nghe cái tiếng gì nữa. Đấy. Nếu mà mình là cái người bán lẻ đầu cuối á. Thì cái tà mạng á, nó sẽ thấp. Tệ mạng sẽ thấp. Còn nếu mà nhiều á, mình can thiệp ở cái mức mà nó gần, nó càng gần á, thì cái nghiệp của mình sẽ càng nhiều. Đi chờ xíu, tí xíu. Nhưng mà cũng phải nói như thế này, thời nay đó rất là khó tìm một cái công việc nhu thân mà không vướng phải một cái nghiệp bất thiện nào đó, rất là khó. Cho nên là cứ nhớ giùm mình, làm cái việc gì mà không có hại mình, không có hại người thì như vậy nó tương đối là cái công việc á, mà mình không vì những cái việc đó mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rồi như vậy là được rồi. Còn những cái chuyện mà nó vi tế hơn thì rất là khó, bởi vì nếu như mà quý vị giữ trọn vẹn giới, giữ trọn giới, một á, là quý vị sống nhờ phước, hai là quý vị là cái người xuất gia, còn tại gia còn lăn lộn ở ngoài thì rất là khó. Không lẽ bây giờ mình làm những công việc mà nó thuần túy là cái thuần túy là kỹ thuật, thuần túy là kỹ thuật thì bao nhiêu người làm được cái chuyện đó, rất là khó. Cho nên là sư thông cảm, nhưng mà nhớ giùm cho, nhớ giùm cho, mình làm cái nghiệp gì mà nó càng ít động chạm tới những cái nghiệp bất thiện, càng ít làm khổ chúng sanh khác càng nhiều càng tốt.